ô tô lớn nhất Việt Nam Autofun.net đã phát động một phong trào với tên gọi Chung tay xây dựng văn hóa giao thông. Với thông điệp một người sai làn, cả ngàn người khổ, văn hóa giao thông được các thành viên của diễn đàn định nghĩa rất gần gũi thiết thực, đó là hãy thực hiện đúng luật giao thông. Hàng ngày khi di chuyển trên đường, các thành viên của diễn đàn thực hiện tốt quy tắc giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không đi sai làn đường của mình. Bởi vì một người sai làn sẽ khiến cho cả ngàn người khổ. Cái chủ đề này cũng là cái chủ đề mà tất cả mọi người đi tham gia giao thông hiện nay đang là cái điều bức xúc nhất, đó là cái chủ đề làn đường. Và chúng tôi đã tổ chức một cái cuộc thi slogan về cái chủ đề này trên diễn đàn Autofun và đã được hưởng ứng của hàng nghìn thành viên cũng như hàng trăm những cái câu slogan khác nhau. Và cuối cùng thì thành viên tự chọn một cái câu mà họ cho rằng cái đó thiết thực nhất và dễ thực hiện nhất. Theo số liệu thống kê của diễn đàn, chỉ trong một thời gian ngắn đã có khoảng hơn 100.000 thành viên tham gia hưởng ứng phong trào với những bình luận hết sức tích cực. Họ sẵn sàng tham gia với mong muốn chứng minh cho những người tham gia giao thông nói chung thấy được khi mọi người chấp hành tốt quy tắc giao thông sẽ giảm thiểu được tắc đường như thế nào. Và hoạt động này tôi thấy rất là thiết thực, đấy là một vấn đề rất là nóng bỏng hiện nay. Bây giờ tắc giao thông rất là nhiều mà chủ yếu là đúng là do đi sai làn, sai tuyến, chứ không hẳn là do là nhiều phương tiện quá và đường xá chưa thật là tốt. Đánh giá về chương trình, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng đây là một việc làm hết sức thiết thực và có ý nghĩa với trên 120.000 thành viên. Từ diễn đàn Autofun, chương trình sẽ lan tỏa đến cộng đồng, tạo hiệu ứng tốt cho xã hội. Bởi để xây dựng nền văn hóa giao thông, ngoài việc mọi người cần phải hiểu đúng luật và tự giác chấp hành luật, còn phải xây dựng được thói quen hành xử văn minh. Ý nghĩa của các bạn là thành viên diễn đàn hôm nay đã rất là to lớn với một hành động cụ thể, một cái slogan một người sai làn cả ngàn người khổ. Với hành động như thế mà lan tỏa ra cộng đồng thì tôi cho rằng là chắc chắn tình trạng mà ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông ở Việt Nam sẽ giảm. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết thêm, từ sáng kiến của diễn đàn Autofun, tới đây Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ tính toán nhân rộng, trước hết là vận động một số hãng taxi, hãng vận tải lớn hưởng ứng phong trào. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng sẽ cùng chia sẻ, cùng đồng hành với các thành viên của diễn đàn trong những hoạt động có ý nghĩa khác nữa nhằm chung tay xây dựng văn hóa giao thông. Theo ngành thủy sản các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long năm 2011, toàn vùng trúng mùa thủy sản nuôi với tổng sản lượng thu hoạch